Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Hiện nay, mua một bánh Filet-O-Fish, 10 miếng chicken McNuggets hay một bánh Big Mac thì được mua món thứ hai chỉ thêm 1 đồng. Học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866-435-9746. Nhấp từng khoảnh khắc mùa hè, hãy ghé McDonald's thử món giải khát mới Frozen Hawaiian Punch tại tiệm có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái ngày hôm nay. Thưa quý vị, đây là phần 4 của ngày Chủ nhật ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi mà mình nói tới cái sự thịnh vượng và hạnh phúc của mỗi người, của Nhi Huyền, của Lê Thái, của các quý vị thì mình không có thể đo lường bằng cái số tiền mà mình đang có, mà thật sự nó nằm ở cái sự hài lòng ở phía bên trong, trong chính cái cuộc sống hàng ngày của mình và chính bản thân của mình, thì đó nó là mang đến cái sự hạnh phúc và sự thịnh vượng. Phẩm thưa quý vị, thì ngày hôm nay Nhi đưa đến cho quý vị một bà cụ đã về hưu rồi mà chỉ sống chỉ cần 5 triệu lương, 5 triệu một đồng một tháng thôi, nhưng bà ta cũng rất là vui vẻ và cuộc sống rất là khỏe mạnh, minh mẫn. Thì bà cho những cái ý kiến là những cái lý do tại sao mà làm cho bà như vậy. Có người đi làm thấy cái cuộc sống về hưu là họ cảm thấy nhàm chán, họ muốn đi kiếm tiền và họ muốn con cái phụng dưỡng. Nhưng mà bà này là tên một người Việt thôi quý vị, như không có hình ở đây. Bà Trương Gia Nghĩa năm nay là 83 tuổi nhưng rất là khỏe mạnh, minh mẫn. Bà nghỉ hưu từ 55 với cái mức lương là khoảng 5 triệu đồng. Và năm bà hơn 60 tuổi thì người chồng của bà ta đã qua đời. Sự ra đi của người chồng như là cú sốc của bà Nghĩa như vậy. Bởi điều đó có nghĩa bà sẽ sống một mình trong quãng đời còn lại. Bà thấy rằng để sống lâu, mọi người phải đi làm, kể cả khi phải nghỉ hưu. Bạn bè của bà có một người đi làm bảo vệ, đi làm bảo mẫu, đi làm giáo sư. Thì bà Nghĩa không có yêu cầu cao về cuộc sống vật chất. Bà nghĩ cuộc sống của một người có tốt hay không hoàn toàn liên quan đến cái tâm trạng, không liên quan gì đến tiền bạc. Tâm trạng tốt có thể mua được bằng tiền. Thì bà đưa ra những cái bí quyết để mà làm sao sống để như thế nào mà cảm thấy rất là vui vẻ, mà cái số tiền của bà về hưu nó không nhiều. Thưa quý vị, không so sánh và đố kỵ. Bạn cảm thấy thế nào về bản thân? Phần lớn khi quyết định bởi sự so sánh và đối chiếu giữa ý thức về bản thân của bạn với những gì mà bạn coi là lý tưởng và hoàn hảo. Bà Trương nhớ lại trước đây từng tham gia những chuyến du lịch cùng với nhóm đồng nghiệp, nhưng họ đã xảy ra tranh cãi bất đồng. Có người cho rằng giá thuê xe riêng thì đắt hơn nên đi xe buýt, rồi có người thích ở sang trọng hơn, còn những quán bình dân thì không được. Nó rất là mệt mỏi, bà cho rằng đó thật là trẻ con vô nghĩa và không bao giờ tham gia đi chơi theo những nhóm như vậy nữa. Thay vào đó, bạn nên tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình, tận hưởng cái thời gian, những thú vui của riêng bản thân chính mình, đó là đi dạo, đọc sách, luyện thư pháp hay chỉ đơn giản là nhâm nhi ly trà bên ô cửa sổ vào mỗi tháng mà thôi. Tránh xa con cháu. Cái lý do tại sao tránh xa con cháu? Người già thường bệnh tật nhiều, sức khỏe tương đối kém, chưa chắc đã giúp được con cái. Cho dù có giúp được thì khi ở với con cái cuối cùng lại trở thành bảo mẫu cho chúng, quét dọn vệ sinh cả ngày, lau sàn, giặt giũ, liệm bạn có... Quý vị có cảm thấy hạnh phúc không? Thì hơn nữa, mẹ chồng nàng dâu ở chung lâu ngày cũng có thể xảy ra chuyện khó tránh khỏi. Khi đó, con gái hay con trai của bạn là người chính giữa thì cảm thấy là người khó xử nhất. An nhàn tuổi già ở nông thôn là một lựa chọn khôn ngoan, vừa được hít thở không khí trong lành và tận hưởng sự yên bình vẻ đẹp của thiên nhiên. Và hãy giáo dục với con cái với cái tính cách là tự lập khi còn nhỏ, để chúng biết quý trọng những gì mình làm ra và hiểu được tấm lòng cha mẹ phải khổ cực như thế nào mới nuôi dạy được chúng. Và cái thứ ba là sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Sức khỏe mạnh là nền tảng cơ bản của cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và cơ sở quan trọng để mỗi người được thực hiện ước mơ, nguyện vọng của cuộc đời mình. Bởi nếu như mà bệnh tật ốm đau, chúng ta thường sẽ không còn đủ sức khỏe, tâm trí mà lo lắng suy nghĩ đến những việc khác nữa. Đó là chưa nói đến chuyện bệnh tật còn khiến con người ta là tiêu hao tiền bạc, của cải, ảnh hưởng đến những người thân trong gia đình, con cái xung quanh. Do đó, sức khỏe chính là chiếc chìa khóa quan trọng nhất để mở ra cái cánh cửa hạnh phúc của mỗi con người.
sống đến tuổi này và bà chứng kiến không ít những người giàu ra đi trước khi mình nữa. Cái lý do là họ lo lắng đến tiền bạc rất nhiều, rồi con cái buồn bã tại sao con không đến thăm. Bà ta chính sống cái cuộc sống của riêng mình, nên cái bí quyết đó để cho chúng ta có thể là hài lòng với cái cuộc sống hiện tại của mình. Chưa già mà đưa mấy thông tin toàn già không? Mà đây là trong những cái em thấy là cũng có tip cũng hay, nó đôi lúc nó có một cái sự gọi là nó rất là nó hơi bị cứng nhắc quá, có nghĩa là không đừng gần con cháu, đừng gần tại vì phải chăm sóc chúng này nọ, nhưng mà thật sự là đúng. Nói phải không gần nhưng mà mình đừng có dựa vào giảm vào. Dạ vâng, tại vì nếu như mà thật sự là có cha mẹ, có ông bà kế bên thì chắc chắn là sẽ bị giao con giao cháu thì giữ chắc chắn điều đó. Nên đối với người Việt của mình thì bây giờ nó không giao mình thấy mà mình không thấy mấy đứa cháu mình nó cù bơ cù bớt cái cũng phải giữ thôi đúng không chị? Đúng rất rồi. Là tội nghiệp người lớn tuổi ở Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, xăm là một cái loại thần dược rất là quý hiếm mà chúng ta phải nói là nó là, nếu như đối với cái người Á Châu của chúng ta thì sâm nó là một cái bài thuốc, một cái vị thuốc nó vô cùng tốt đối với cái sức khỏe của con người. Và nhân sâm là một cái vị thuốc bổ quý hiếm đứng đầu trong bốn cái vị thuốc thượng hạng của Đông y là sâm nhung, quế và phụ. Sâm nó có vị ngọt và hơi lạnh thưa quý vị, và đặc biệt là rất là tốt cho nội tạng và quan trọng cho tất cả mọi cái đường huyết, huyết khối cũng như phổi cái này gọi của chúng ta. Khoa học hiện đại thì người ta có thể phân tích hoạt chất trong các vị thuốc đông y về sâm, nhưng người ta vẫn không đạt tới cái tinh túy là cái biết được cái sự thật của nó là như thế nào. Hiện nay thì đặc tính của các loại chất trong đông y thì người ta không thể nào người ta tách ra được quý vị. Và cũng có ý người ta nói rằng là tuy chỉ có một cái vị thuốc là nhân sâm, nhưng trong đó nó có thể chứa rất là nhiều những cái hoạt chất và đặc tính mà sâm có được vào một cái môi trường mà nó mọc lên. Vậy là sâm ở những cái khu vực khác nhau nó cũng sẽ cho những cái loại tác dụng khác nhau, chứ không phải là sâm nào cũng cho tác dụng giống nhau. Và sâm hoang dã thường mọc ở những cái sườn núi với độ cao từ 500 cho đến 1100 mét, và vì nó mang cái sinh khí của núi trời nên nó có thể làm cho cơ thể của chúng ta nó kiện tráng như núi cao vững chãi vậy. Và theo cái y học hiện đại đó thì người ta nói rằng là nhân sâm cũng là một cái dược liệu quý hiếm, có vị đắng không độc và có tác dụng đại bổ nguyên khí và giúp cho bồi bổ sức khỏe, nâng cao thể lực cho con người nhờ những cái thành phần hợp chất hữu cơ quan trọng nhất trong nó, bao gồm những chất như sau đây thưa quý vị: germanium, glycoside, benazin, cùng với lại vitamin B1, B2, axit béo như là axit benzoic, stearin, linoleic và các axit amin khác. Và đặc biệt là nó có công dụng trong việc mà bồi bổ trí não, phát triển tư duy, trí tuệ, năng tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ điều trị ung thư và ngăn ngừa lão hóa cho con người. Đặc biệt thì những cái người mà chúng ta bị huyết áp cao hoặc là bị một số vấn đề về máu, về huyết áp thì chúng ta không nên sử dụng sâm quá nhiều. Người ta nói sao uống thì cũng phải khoảng là từ 2 đến 3 gram một ngày mà thôi, đừng có liều lượng nó vừa phải. Tại vì nếu như mà chúng ta uống nhiều quá nó sẽ bị phản tác dụng và có tác dụng gây buồn nôn. Nói đến sâm thì tại sao Lê Thái nói vấn đề liên quan đến sâm, tại vì hôm bữa mới đi chợ TNK mua cái hũ về. Lúc trước ở nhà em ở bên Việt Nam thì cách đây mấy chục năm rồi thì vẫn ba mẹ vẫn có ngâm một cái hũ sâm, toàn là sâm tươi của Hàn Quốc không. Rồi trong đó chúng ta để vô trong đó là kể chỉ toan quý rồi táo đỏ rồi mật ong này nọ rồi thêm những cái rễ sâm này nọ, thì mỗi ngày những người lớn tuổi chúng ta uống một chung, khoảng chung nhỏ nhỏ thôi, đừng có uống nhiều quá thì nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta, bồi bổ khí huyết này nọ rồi đối với nam thanh niên thì là cường dương rồi bổ thận rồi tăng cường khí huyết này nọ, đối với nữ giới thì nó làm cho người nữ lúc nào cũng ấm áp này cả, khỏe hơn. Rất là ấm áp, rất là khỏe. Thành ra là sâm có rất nhiều tác dụng thưa quý vị, nó không phải đơn thuần là một tác dụng đâu, nhưng mà nếu như mà theo đông y quý vị nào đã từng ngâm sâm ở nhà rồi, ngâm rượu sâm hoặc là chúng ta ăn những cái loại cây, những loại canh nấu từ cái sâm tươi rễ sâm để chúng ta hầm, ngon lắm quý vị ơi. Và quý vị nào mà chúng ta đã từng ăn sâm rồi mà quên thì nhớ là về chúng ta có thể ngâm một cái bình rượu sâm ở nhà, hoặc là vào chợ Hàn Quốc chúng ta mua sâm tươi về chúng ta hầm với giò heo, hầm với đuôi heo, hầm với lại đuôi bò này nọ, cho chúng ta ăn có táo đỏ chút xíu, củ sen thì nó rất là tốt cho sức khỏe. Hôm nay nhà Lê Thái thế nào cũng có một cái nồi hầm giò heo với là sâm vào. Em mới mua sâm về thì em ngâm cái bình rượu, tại em chiết ra từ cái bình nhỏ qua bình lớn, thành ra phải mua cái bình lớn bự như này, cái bình 10 lít thôi quý vị. 10 lít lận. Và trong đó thì em có mua táo đỏ, kể chỉ tôn quay, rồi rất là nhiều cái thứ của người Hoa, rồi thêm mật ong, rồi thêm rượu, mà thì không có rượu trắng của mình thì em mua rượu vodka mua trong Costco á. Dạ, mua có 5 chai thôi, rồi chúng ta đổ vào chúng ta ngâm tiếp, ngâm khoảng trên 6 tháng là uống được rồi. Wow. Dạ vâng.
Dạ, bố mẹ em là được sướng, được Lê Thái chăm sóc rất là hiếu thảo. Em cũng kém. Lê Thái cũng kém nữa. Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Cà phê sáng cuối tuần ngày Chủ nhật ngày hôm nay. Một lần nữa thì chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chúc quý vị có một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ. Như Huyền và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào thứ Bảy tuần sau.